đông cái tay gì đó. Một câu hỏi dành cho chị như sau. Câu hỏi này chúng tôi đã khảo sát 800 người tại thành phố Hồ Chí Minh ở nhà. Có 700 người về nhà đặt hết tất cả các đồng hồ có trong nhà. Câu hỏi liên quan về vấn đề thời gian. Đeo đồng hồ đúng không? Xong lột đồng hồ đưa ra thôi nha. Câu hỏi như sau. Khi kim giờ và kim phút của đồng hồ nằm giữa, ai ở dưới này trả lời sẽ bị nhận một câu hỏi hại não. Thì các bạn nhắc bài nha. Hại não đi luôn ha. Khi kim giờ và kim phút của đồng hồ nằm giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là mấy giờ? 12 giờ 3 phút. Chúc mừng chị là người đầu tiên đi về chỗ. Khi kim giờ và kim phút của đồng hồ nằm giữa số 1 và số 2 thì lúc đó là 12 giờ. Dạ, hợp lý không ạ? À, tôi nói về nhà đặt hết đồng hồ mà, 12 giờ. Rồi, anh bước lên. Đó, đâu dễ ợt mà đâu khó đâu. Rồi, một câu hỏi dành cho anh như sau. Một con ngựa mặt của nó quay về hướng đông, 5 phút sau mặt của nó quay về hướng tây, 10 phút sau mặt của nó lại quay về hướng đông. Hỏi cái đuôi nó đi đâu? Hướng nam. Hướng nam, chúc mừng anh là người thứ hai đi về chỗ. Cái đuôi nó chỉ xuống đất. Bình tĩnh nha, đừng có run. Cứ bình tĩnh, đừng có run nha. Sao chị run vậy? Chị muốn thi liền chị về không? Đi về sớm ha. Đi Suối. Một câu hỏi dành cho anh về chủ đề thời gian. Ok, anh sẵn sàng chứ? Ok ha. À, không đeo đồng hồ kệ anh. Anh đeo đồng hồ thì tôi hỏi làm chi? Anh không đeo tôi mới hỏi. Một câu hỏi như sau. Mỗi năm có 7 tháng có 31 ngày trong 12 tháng trong một năm. Tháng nào có ngày 28? Tháng 2, chúc mừng anh là người thứ 3 đi về chỗ. Trong 12 tháng, tháng nào cũng có ngày 28. Tôi đâu hỏi tháng nào có 28 ngày đâu. Tháng nào cũng có ngày 28. Bước lên trên, chị ơi. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Một câu hỏi dành cho chị về chủ đề màu sắc. Ok hả? Người da trắng đi tắm biển thì bị đen, người da đen đi tắm biển thì bị gì? Đen. Bị đen. Chúc mừng chị là người thứ tư trả lời sai. Người da trắng đi tắm biển thì bị đen, người da đen đi tắm biển thì bị ướt. Bị ướt. Một câu hỏi dành cho khán giả, ai trả lời có quà của chúng tôi? Đợi một chút nha anh chị, để lấy bình tĩnh nha, lấy bình tĩnh lại nha. Một câu hỏi như sau. Micaro chuẩn bị cho anh ở dưới trả lời. Micaro chuẩn bị. Thành Cát Tư Hãn là ông vua nổi tiếng của Mông Cổ. Ông có rất nhiều bà vợ, vậy vợ Thành Cát Tư Hãn gọi ông bằng gì? Một câu hỏi, đưa ra cánh tay nào giơ lên. Gọi ông bằng gì? Bằng ông xã. Rồi ông xã, trời ơi, thời trong cổ mà gọi ông xã. Sai. Bằng gì? Bằng miệng. Bằng miệng là người thứ hai trả lời sai. Mời anh trên này. Ai ạ? Gọi bằng gì? Câu trả lời cuối cùng, một cánh tay tiếp theo giơ lên. Mời anh. Gọi bằng chàng hát ơi. Gọi bằng chàng, ông tên hãng nên gọi là chàng hát ơi, chính xác. Gọi vua bằng chàng, đúng rồi. Ngày xưa, chàng ơi, chàng, ông tên hãng là chàng hãng ơi. Bước lên. Anh chấp nhận số phận là anh quyết đi tới cùng. Theo tới cùng, dù có thương đau cũng phải chấp nhận. Đồng ý ha, chúc anh giành chiến thắng. Một câu hỏi dành cho anh cũng về màu sắc. Ok ha, về màu sắc. Một người chồng da đen kết hôn với một người phụ nữ da trắng, họ
màu trắng, đứa trẻ mới đẻ ra nó làm gì có răng mà màu đen. Mới đẻ mà đâu có răng mà. Chia buồn với anh hừ, tạm biệt, bye bye, see you again. Bước lên. Một cuộc thi đầy kịch tính và hấp dẫn. 1 triệu đồng đâu, 1 triệu đồng đâu dễ lấy, đúng không? Nếu lấy 1 triệu đồng, hãy nhớ đến câu hỏi này và nhớ đến tôi nghe cương. Một câu hỏi dành cho chị cũng về chủ đề như sau. Trong tất cả các loại răng, trong tất cả các loại răng thì răng nào có sau cùng? Răng khôn. Hay quá trời hay luôn, ở dưới nhắc quá trời hay luôn. Trong tất cả các loại răng thì răng giả có sau cùng? Khôn đâu mà khôn. Răng khôn nó rụng rồi mới đưa cái răng giả vô. Thay răng giả rồi không còn răng nào thay được nữa. Bước lên tới người đẹp của tôi nha. Một câu hỏi như sau. Anh ơi em nghĩ chứ không có ai lấy 1 triệu của anh. Một câu hỏi như sau. Anh hãy sung nó vào công quỹ nha. Câu hỏi như sau. Về chủ đề màu sắc. Ok. Ngôi nhà xanh nằm ở hướng đông, nhà vàng thì nằm ở hướng tây, nhà đỏ. Có ai la đây vậy? Đây. Hỏi mà la lên rồi. Bỏ qua câu này á. Một câu hỏi dành cho chị cũng về chủ đề màu sắc luôn. Ok ha. Người ta nói Bạch Kê là con gà trắng, Quỳnh Kê là con gà vàng. Quỳnh Kê là con gà vàng. Vậy ok là gì? Ok là? Là canh đâm hả? Rồi xuống dưới luôn. Ok là đồng ý. Ok. Ok. Ok là đồng ý đó. Tôi hỏi ok là gì? Chị trả lời đồng ý là nó đúng rồi. Anh tới anh hả? Ồ tới anh là chứ. Còn 3 đối thủ, 4 đối thủ. Một câu hỏi dành cho anh như sau. Anh sẵn sàng chưa? Một bà già bả đi chợ, bả mua 1 con vịt. Bả không lấy con vịt, bả trả lại, bả lấy tiền, bả lại bả mua cục xôi, bả ăn. Bả đang đi, bả ăn nó rớt cục xôi, bả lượm lên. Bả ăn nó lại rớt xuống, bả lượm lên. Bả lại ăn nó lại rớt xuống, hỏi bả mắc cái gì? Mắc răng. Mắc răng, bả mắc vệ sinh anh ơi. Nó rớt xuống, bả lượm lên, bả ăn lại là mắc vệ sinh. Răng đâu mà mất vệ sinh rồi mất răng. Động não, suy nghĩ. Một câu hỏi dành cho anh như sau. Con chó đen thì được gọi là con chó mực, con mèo đen thì được gọi là con mèo mung. Vậy cho hỏi con heo đen thì được gọi là con heo gì? Con heo đen gọi là con heo. Đen được gọi là con heo. Heo gì? Con heo. Con heo thôi đúng không? Con heo đen thì được gọi là con heo. Bắt tay với anh lần cuối. Chủ. Con heo đen thì được gọi là con heo gì? Khán giả ai trả lời đúng? Có quà. Con heo gì? Em mỏi. Con heo gì? Em mỏi. Con heo mỏi. Con heo đen thì được gọi là con heo chuồng và con heo bít ở trong bộ bài. Heo mỏi đâu mà heo mỏi. Anh để dành 1 triệu nha, anh để dành trao giải khác anh. Trao giải đồng đội. Em chưa, em thi đúng không? Một câu hỏi dành cho anh như sau. Anh có thường coi phim hoạt hình không? Hả? Không. Anh không có xem thì tôi mới hỏi. Anh xem rồi tôi hỏi làm gì? Câu hỏi như sau. Nha, hỏi như sau cho tôi hỏi khán giả này. Con chuột nào trong phim hoạt hình đi bằng 2 chân? À, chuột mít cây. Con vịt nào đi bằng 2 chân? Vịt Donald. Con vịt nào cũng đi bằng 2 chân hết trơn á. Nó có vịt Donald đâu ông nội. Ông thấy con vịt nào đi bằng 1 chân không? Con vịt nào nó cũng đi bằng 2 chân? Quạp, quạp, quạp. Quạp, quạp, quạp.
học, tôi có học qua y sĩ à, cho đi bắt mạch tôi coi rung không nè. Ồ, chúc mừng chị. Ừ. 3 tháng à. Một câu hỏi dành cho chị như sau. Trong tất cả các loại bệnh khi đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, dù bác sĩ có giỏi cỡ nào cũng đành bó tay. Gãy tay. Gãy tay, chúc mừng chị, chính xác. Đó là gãy tay. Gãy tay bác sĩ mới bó tay, đúng rồi. Vô tình đây là một vị chủ nhân cuối cùng đã nhận được 1 triệu đồng. Rất thông minh. Dạ. Chúng tôi xin mời đại diện của du lịch Sao Anh. Anh Ninh sẽ gửi phần quà này của ban tổ chức và lãnh đạo dành cho người trả lời đúng. Gãy tay thì bác sĩ dù có giỏi cỡ nào cũng đành bó tay. Gãy tay thì phải bó đúng không ạ?